Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United chốt xong thương vụ thần đồng nước Anh. Rangnick mất kiên nhẫn với Ronaldo, Elanga đá tiền đạo. MU gửi lời đề nghị 100 triệu cho cây sân bàn Serie A. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU gửi lời đề nghị 100 triệu cho cây sân bàn Serie A. Man United hứa hẹn có sự thay đổi mạnh mẽ sau khi mùa giải năm nay khép lại. Ngoài việc nâng cấp hàng tiền vệ, quỹ đó cũng lên kế hoạch tăng cường chất lượng cho hàng công. Điều này cần thiết khi Cristiano Ronaldo cần san sẻ gánh nặng ghi bàn. Chưa kể, Edison Cavani nhiều khả năng sẽ chia tay sân Old Trafford, Anthony Martial không có tương lai ở đội bóng, còn sự nghiệp của Mason Greenwood gần như tiêu tan. Để chuẩn bị cho sự thay đổi lớn này, Man United sớm xác định mục tiêu cần chuyển nhượng. Theo Nightmin, Man United đang rất khao khát chiêu mộ Victor Osimhen của Napoli. Tiền đạo 23 tuổi đang thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 11 bàn sau 22 trận mùa này. Đáng chú ý, Napoli hét giá Osimhen lên tới 100 triệu bảng. Nhà báo người Ý Alfredo Pedulla đã khẳng định, đúng vậy, Napoli đã quan tâm tới Scamacca và đó sẽ là một nỗ lực liên quan đến tương lai Osimhen vào mùa hè tới. Đó có thể là lời đề nghị từ Man United. Anh trai của Osimhen cũng đã tiết lộ về việc Man United hỏi mua Osimhen từ lâu. Thời điểm đó, Osimhen từ chối tới Old Trafford vì có một cầu thủ Nigeria khoác áo Odeon Ihalo ở đó và Osimhen không muốn sự cạnh tranh. Napoli từng khá phá kỷ lục câu lạc bộ để chiêu mộ Osimhen từ Lille với giá 70 triệu bảng, vì thế họ sẽ không bán rẻ tiền đạo này. Man United chốt xong thương vụ thần đồng nước Anh. Hướng đến mùa giải mới với mục tiêu xây dựng đội hình chất lượng và có chiều sâu tốt hơn, MU đang đẩy nhanh tiến độ đưa Jude Bellingham trở lại bóng đá Anh. Đội bóng thành Manchester quan tâm đến Bellingham từ lâu khi anh còn chưa sang Đức chơi bóng. Màn trình diễn của cựu tài năng trẻ Bellingham trong áo Dortmund khiến MU hoàn toàn bị thuyết phục. Anh ghi 6 bàn và 12 pha kiến tạo, con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm. Động thái gần đây cho thấy Man City và Liverpool cũng tìm cách lấy tuyển thủ Anh 18 tuổi này, vì thế MU phải tăng tốc đàm phán. MU tin tưởng mối quan hệ tốt với Dortmund từ thương vụ Shinji Kagawa trong quá khứ hay gia đình Sancho gần đây là một lợi thế trong cuộc đua giành Bellingham. Rangnick mất kiên nhẫn với Ronaldo, Elanga đá tiền đạo. Khi mới tới Old Trafford, rất nhiều câu hỏi về Cristiano Ronaldo đã được đặt ra cho huấn luyện viên người Pháp Rangnick. Chiến lược gia người Đức đặt trọn vẹn niềm tin vào đẳng cấp của Ronaldo, minh chứng là ông đã để Ronaldo đá chính thường xuyên. Tuy nhiên, theo Manchester Evening News cho biết, lòng tin của huấn luyện viên Rangnick cho Ronaldo không còn nhiều nữa. Trong mấy trận gần nhất, Ronaldo chỉ ghi được đúng một bàn thắng. Vì thế, huấn luyện viên Rangnick đã yêu cầu MU cần phải bổ sung một tiền đạo trong mùa hè 2022. Còn hiện tại, huấn luyện viên người Đức gần như sẽ phải bắt buộc sử dụng Ronaldo khi Cavani gặp chấn thương. Mason Greenwood vẫn chưa kết thúc vụ việc bạo hành bạn gái nên chưa thể thi đấu. Trong khi đó, Marcus Rashford vẫn chưa tìm lại được phong độ của mình dù đã tiến hành phẫu thuật dứt điểm chấn thương vai. Cựu danh thủ MU, Paul Parker cho rằng Anthony Elanga là cầu thủ chạy cánh duy nhất của MU đủ giỏi để đá vị trí tiền đạo. Trong buổi phỏng vấn với Bet Expert, Parker nói, tôi nghĩ Elanga là người duy nhất có thể chơi ở vị trí tiền đạo hoặc số 9 ảo. Điều đó cần sự thay đổi, tôi đang cố gắng nghĩ về một ai đó, nhưng trong số các cầu thủ chạy cánh, Elanga đã thể hiện tốt. Hai người còn lại, Sancho và Rashford cho đến nay vẫn chưa đủ tốt. Chúng ta đã thấy vấn đề của MU rồi, họ không có trung phong cắm đáng tin cậy. Hai dấu hiệu cho thấy Erik ten Hag sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng MU. Ở những diễn biến mới đây, đã xuất hiện hai dấu hiệu cho thấy vị chiến lược gia người Hà Lan nhiều khả năng sẽ là cái tên nắm quyền tại câu lạc bộ. Cụ thể, theo nguồn tin từ phóng viên Sami Mokbel của tờ Daily Mail của Anh, Eric ten Hag đã bắt đầu học tiếng Anh để hy vọng có thể nói trôi chảy ngôn ngữ này nhằm sẵn sàng cho việc chuyển tới xứ sương mù ở mùa hè 2022. Bản thân vị chiến lược gia người Hà Lan cũng đang hoàn toàn hướng trái tim về với MU và cảm thấy vô cùng hứng thú trước viễn cảnh được dẫn dắt một đội bóng thành Manchester. Ngoài dấu hiệu nói trên, thêm một lý do nữa khiến người hâm mộ MU tin rằng Eric ten Hag sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội bóng là việc trong chia sẻ mới đây với tờ L'Equipe của Pháp, giám đốc thể thao PSG Leonardo đã xác nhận việc câu lạc bộ hoàn toàn không có ý định chia tay Pochettino. Leonardo nhấn mạnh, chúng tôi chưa từng có ý định sẽ thay đổi huấn luyện viên trưởng, chúng tôi chưa bao giờ liên hệ với Zidane hay bất cứ một người nào khác. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng Pochettino chưa bao giờ đòi hỏi ra đi và đội bóng cũng không có bất cứ vấn đề gì với ông ấy. Với phát biểu nói trên, có thể khẳng định rằng Pochettino sẽ tiếp tục dẫn dắt PSG ở mùa giải tới. Như vậy, Erik ten Hag chính là cái tên được MU đàm phán và nỗ lực đưa về để trở thành tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ sau khi mùa giải 2021-22 khép lại. Man United gật đầu Eric Bailly trên đường rời MU. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng bận rộn trong mùa hè sắp tới. Cụ thể hơn, Mourinho muốn tái hợp với Eric Bailly, người mà ông từng chiêu mộ khi còn dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Tuy đã gia hạn hợp đồng, nhưng thực tế thì trung vệ người Bờ Biển Nga vẫn chỉ được xem là một nhân tố phụ trong mùa giải năm nay. Vì vậy, không loại trừ khả năng Eric Bailly cũng sẽ tìm cách rời khỏi Man United để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Về phía Quỷ Đỏ, Eurosport dẫn nguồn từ The Sun cho biết họ cũng đã sẵn sàng để Bailly rời đi. Dễ hiểu bởi tình hình lực lượng trong hàng thủ của Man United hiện tại là tương đối có chiều sâu. Nhưng tất nhiên, đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ đòi hỏi một mức phí đáng kể để phần nào bù đắp lại con số 38 triệu euro mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ Bailly từ Villarreal. Vấn đề thật sự của Harry Maguire ở Man United. Cựu danh thủ MU Rio Ferdinand tin rằng sự thiếu tốc độ của Harry Maguire kết hợp với cách các đội hàng đầu muốn các hậu vệ pressing tầm cao để giành bóng sẽ càng khiến trung vệ người Anh gặp khó trong tương lai. Ferdinand nói trên kênh YouTube của mình. Maguire có thể giúp bạn vô địch giải đấu không? Đó là một câu hỏi hay. Điều quan trọng là Rangnick và tất cả các đội hàng đầu đều muốn pressing tầm cao để giành lại bóng. Do đó, bạn cần những hậu vệ có thể chơi tốt ở các tình huống 1-1, 2-2 hoặc 3-2 nếu muốn có sự an toàn. Nếu bạn có thể giành bóng ở khoảng giữa sân, bạn cũng sẽ tiến gần hơn đến khung thành đối phương để ghi bàn. Liverpool đã làm tốt điều đó. Man City đã làm tốt điều đó. Bayern Munich cũng vậy. 3 trong số những câu lạc bộ xuất sắc nhất hành tinh và tất cả mọi người đều đang chơi theo cách như vậy. Phong cách của Rangnick cũng thế. Nhưng bạn có thể chơi như vậy với Maguire không? Đó là thắc mắc của tôi. Tốc độ của cậu ấy không cho phép MU chơi như thế. Cậu ấy sẽ luôn bị đối thủ vượt mặt. Nếu tôi là một cầu thủ tấn công nhanh nhẹn, tôi sẽ loay quanh lời Maguire đứng. Tốc độ là một điểm yếu lớn của cậu ấy và đó là điều cơ bản của tất cả các đội hàng đầu đều muốn chơi 1-1 ở giữa sân. Đối với Maguire, về lâu dài, trừ khi cậu ấy có thể cải thiện tốc độ, còn không thì sự nghiệp cậu ấy sẽ rất khó khăn. Sếp lớn MU đã ra một quyết định tuyệt vời so với Edward. Man United đang chuyển mình theo một cách rất riêng kể từ khi Edward rời nhiệm sở vào tháng 2 vừa qua. Sau gần 2 thập kỷ gắn bó, người đàn ông này đã gây dựng cho Quỷ Đỏ không ít tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng có lẽ, ông là vị lãnh đạo bị người hâm mộ Man United ghét nhất từ trước đến nay. Sự can thiệp quá đà vào những quyết định liên quan đến bóng đá của Woodward là nguyên nhân khiến Man United trì trệ suốt nhiều năm qua. Mọi thứ đã đổi khác khi Richard Arnold, giám đốc điều hành mới của Man United, lên nắm quyền. Về căn bản, trước đây Woodward sẽ chi phối cả những hoạt động kinh doanh lẫn bóng đá của Man United. Giờ thì Arnold sẽ đảm trách toàn bộ những gì liên quan đến chuyện kinh doanh của câu lạc bộ và nhường John Murtop, giám đốc bóng đá mới, toàn quyền quyết định những chuyện ở trên sân bóng. Thêm vào đó, Arnold sẽ có sự giúp sức của giám đốc đối ngoại, giám đốc điều hành liên minh và đối tác, giám đốc điều hành sản phẩm và trải nghiệm kỹ thuật số. Arnold chưa bao giờ né tránh sự thật rằng kiến thức của ông thiên về khía cạnh thương mại và kinh doanh hơn là bóng đá. Nếu Woodward không thể cưỡng lại sức hút của đội bóng, thì Arnold rất vui khi trao quyền cho Murtop và sự hiện diện của Murtop trong nhóm lãnh đạo đã mang lại cho ông nhiều quyền lực hơn trước. Trong các cuộc họp cổ đông 2 lần một năm, Woodward hiếm khi làm ăn lòng tất cả. Chúng tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng chúng tôi đang đi đúng hướng, ông nói thời điểm tháng 9 năm ngoái, chỉ vài tháng trước khi đội bóng phải sa thải Son Sa vì thành tích bết bát. Bây giờ, Murtop sẽ là người phát biểu nhiều hơn bất cứ ai xung quanh các vấn đề bóng đá. Đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của Murtop trong câu lạc bộ. Dù rằng ông vẫn cần thời gian để chứng minh năng lực, nhưng người ta thấy sự phân công nhiệm vụ rõ rệt. Ít ra, tại Man United sẽ không còn chuyện một kế toán trưởng như Woodward ra quyết định thuê Mauricio Pochettino hay Zidane. Công việc đó giờ sẽ là của Murtop với sự tham mưu của Rangnick. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!